Bây giờ gia đình lên một chút xíu, còn 15 phút ha. Hồi nãy xuống cái nhà lá tiếp cổ thì giờ con ẵm đứa cháu, con ngồi ở dưới, con có kể cái chuyện của cổ là bị đau nửa đầu, gần như tai biến nhẹ. Làm mất cũng một tuần, có khó chịu vô cùng. Sau đó rồi con lấy cái máy dán nhằn cho lúc trước cái chị đại bi á, con mở con áp sát lỗ tai con nghe thôi chứ không có đọc theo. Thì con nghe vài ngày cái là nó hết cái trạng thái đó. Mà trước khi đó con uống thuốc rồi niệm Phật làm đủ kiểu mà nó khó chịu vô cùng. Nói như vậy không phải là cái câu Phật hiệu không chữa được bệnh, không chuyển được cái nghiệp đau đầu tai biến nhẹ của cổ, mà do cái thiện căn phước đức nhân duyên của mình không đủ để cảm đến Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà thằng chú Đại Bi danh hiệu Quan Âm thì dễ cảm hơn. Không phải mình phân biệt giữa Phật với Bồ Tát, nhưng mà cái nguyện của các ngài rồi Ấn Tổ nói như vậy, rồi Giác Nhàn nói ra như vậy thôi. Cho nên người gặp nạn, gặp bệnh thì niệm Quan Âm là đỡ tốn tâm lực, nhanh cảm ứng nhất. Đúng thầy Tánh công nhận, cái đoạn đó có đúng không? Thì giờ hôm nay con bé từ Bình Đức về, có một vài cái cảm ứng mà hôm qua Giác Nhàn cũng không có nhờ nói, nhưng mà nó muốn nói để cho đại chúng nghe, có tín tâm với thần chú Đại Bi danh hiệu Quan Âm. Không có ghi băng lại, thứ nhất. Thứ hai nữa là cái câu chuyện này hay. Hôm bữa vừa gia đình hẹn là Giác Nhàn nhớ nhớ liền, bữa đó nó kẹt xe làm sao làm sao, nhưng mà không có đủ chi tiết để cho đại chúng nghe có cái tín tâm. Giờ con nói chuyện cho đại chúng nghe những gì mình muốn nói như hồi sáng con kể hả? Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch chư tôn đức, kính bạch các cụ ạ và các quý vị đồng tu ở đây ạ. Nhờ trước Tam Bảo chứng minh và có thầy và các chư tôn đức, con xin phép được chia sẻ một chút về sự việc cách đây 12 năm ạ, khi mà thầy có sang bên Đức. Thì khi đó con có nhân duyên là đi đón thầy cùng với một số Phật tử ạ. Thì sự tình là thực ra trước khi mà con đi đón thầy ấy, thì con đã được báo rồi. Là lúc đó con vẫn đi làm, con đang làm thêm ở cái quán sushi. Thì khi mà con đi vào bê bưng đồ bát đĩa vào trong bếp ấy, thì cái dao sushi nó rất là sắc, bởi vì là họ làm thái lọc thịt cá thu đó. Thì con là người cũng lúc đến biết tu rồi, thì con cũng thường vào là hay niệm chú vãng sanh rồi khai thị cho các chư vị cá thu ở đấy. Nhưng mà vì là bởi vì con còn mới tu nên con cũng mới bắt đầu, thì con cũng chỉ kết duyên được thôi. Thì con bê đồ vào thì cái con dao tự nhiên ở bên trên nó rơi xoẹt xuống, nó thẳng đúng cái tay con để cái bát bát đồ đĩa của khách hàng đó. Thì con bất chợt đó, con không không kịp để mà tránh, nhưng mà lúc đấy là con ý niệm mà con A Di Đà Phật luôn. Con cái vị chú mà chú đang cũng đang đang dọn dẹp ở đấy, chú sợ quá chú bảo con có sao không, chú ý nhìn tay con không có cái vấn đề gì không. Con rất là bình tĩnh, con thường có cái cảm ứng là có cái sự chuẩn bị trước tâm lý là tất cả đều có thể là vô thường ập đến với mình á. Thì con có học Phật thì con biết, nên con cũng bình tĩnh, con bảo chú là con cảm ơn chú, con không sao ạ. Thì chú mà ô đúng là không sao thật, mà con dao nó rất là sắc á. Họ để làm thịt cá nên rất là bén, rất là nếu mà nó mà rơi xuống chắc là đứt cả cánh tay, đúng cánh tay bên này mà con bị kẹp xe luôn. Thì lúc đó con đã cảnh tỉnh cái tâm của mình suốt cái thời gian mà con trước khi đón thầy buổi đêm hôm đấy là sân đến 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 sân bay là con đã nhất tâm, là con trong tâm ý niệm là con phải chuẩn bị tâm lý là con sám hối, trong tâm lúc nào cũng sám hối các chư vị, sau đó niệm Phật, chuyên nhất niệm Phật thôi. Thì đúng là sự tình nó diễn ra rất là bất ngờ khi mà tất cả mọi người lên đón xe, mời thầy lên xe một xe khác, còn con đi một xe bên người hàng xóm cũng đi đón thầy đó. Thì đó là một chiếc xe tải rất là lớn chở hoa, vì nhà họ làm hoa thì xe tải. Mà cánh cửa thì con cũng không hiểu tại sao là nó bị hỏng, cô chú bảo hỏng lâu rồi, không không có khóa mở được, nó sập là không mở ra được. Lúc đó sau đấy mọi người kể con mới biết. Thì con vô tình khi bước lên, con đi đằng sau còn một em bé ngồi đằng trước, thì em ấy không biết là con cầm cái cánh cửa con cầm vào, em ấy không biết là con bước lên, thì là em ấy sập ầm cửa vào, rồi con cũng
Lúc đấy là con vẫn còn giữ bên tay trái được sự hình Phật A-di-đà để con đi đón thầy, vẫn giữ nguyên như thế này. Còn tay bên phải con cầm cái cán để con bước lên. Thì nó sập thì con, nó quá bất ngờ đi, thì con niệm Phật luôn. Và con lúc đấy con có một cái rất là, con rất là bình tĩnh, mà con nghĩ là bây giờ con vãng sanh cũng được. Con hiểu sao là lúc đó con rất là mạnh mẽ, bởi vì cũng có một quá trình, cũng có công phu một chút, con nghĩ vậy. Nên là con không có sợ chết hay bị làm sao hết. Con bảo bây giờ vãng sanh con cũng đi. Và con không có ý niệm là có oán hận cái người bên trên mà họ vô tình sơ ý. Em rất là sợ hãi, vì em ấy trẻ, có 14, 15 tuổi thôi. Em rất là sợ, mà không biết làm nào. Lúc đấy tất cả mọi người đều dồn mẹ con đi đường sau, mẹ con không biết làm nào, để bậy cửa ra, mọi người náo loạn lên. Thì con cứ giữ hình vật, tan nước mắt thì cứ chảy dòng dòng, bởi vì đau quá, nó cứ không kéo được tay ra, mình không làm được gì. Thì cho con cứ chỉ cứ nhìn Phật A-di-đà, và con cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Và trong ý niệm của con nói với các chư vị là, thì nhiều đời nhiều kiếp, cũng như kiếp này, lúc trước con biết Phật Pháp là con cũng có sát sanh các quý vị một chút nhỏ xíu này. Cái cánh tay này có là gì đâu. Nên con chấp nhận, con hoan hỉ, con trả nợ các quý vị. Và cái ý niệm mà con nó khởi lên, mà con không có một chút tâm oán hận gì trong cái sự việc đó cả. Vì con biết mình trước sau mình cũng phải trả cái nghiệp này, nên con hoan hỉ con trả. Và thời gian là, bởi vì không, ở bên Đức ấy, thì nó không như ở Việt Nam, người đi lại cũng rất là vắng vẻ, mà nhất là buổi tối muộn nữa, thì mọi người cứ chạy khắp nơi để tìm cái gì để bậy cái cửa ra. Mà con chỉ có nhất tâm niệm Phật, mẹ con đằng sau mẹ con cũng nhớ niệm Quan Âm, mẹ con cũng có duyên với Ngài, nhưng mà con chuyên trì một câu A Di Đà Phật con quen rồi, con chỉ nhất tâm niệm Phật và con quyết định vãng sanh thôi. Lúc đó con nhớ là con có 20 mấy tuổi, 22 tuổi tầm đó. Và khi mà thầy biết là bên vấn đề bên xe bên này sao không đi, thầy mới, mọi người mới thấy ồn ào thì mới gọi thầy xe bên kia, thì xe bên kia mới dừng lại để thầy xuống. Thì con nhớ rằng lúc đó thầy bước chân xuống, thầy đứng bên cạnh con ở đây, con vẫn đứng đây, con không thay đổi được vị trí, bởi vì tay con cắm ở đây rồi. Con cứ đứng yên như thế mà không cử động, phải con không biết bao nhiêu lâu nữa, nhưng mà cảm giác rất là lâu bởi vì đau quá. Thì thầy chỉ bước xuống xe và thầy niệm đúng 3 niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, đúng 3 niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Là tự nhiên có một người ông Tây nào, ông ấy thì mọi người cũng tìm, nhưng lúc trước thì sao không hiểu sao là không có thấy ai giúp đỡ được. Nhưng mà thầy đúng niệm 3 niệm thôi là có một vị cầm tìm được cái xà beng và bẩy cái xe ra, cánh cửa xe ra được. Thì vừa bẩy ra xe ra được thì con nằm ngất luôn, là con nằm luôn tay mẹ con luôn và một chị bên cạnh. Thì chờ đợi nó quá lâu, con đau quá. Và lúc đó thì con không còn cảm giác. Lúc đó con mở mắt ra con thấy là cái bàn tay này, cái bốn ngón tay này nó như một mảnh giấy, bởi vì nó lâu quá. Thì bác sĩ nó trắng phau như một tờ giấy, và nó mảnh mỏng ít như tờ giấy vậy. Thì nó lâu quá mà không có một giọt máu nào cả. Thì gọi xe cấp cứu tới, thì bác sĩ bảo là họ bảo là chở con ra ngay bệnh viện, có thể là soi, sau đó có thể là có như thế nào thì mổ hay như thế nào đó con không biết. Thì nhưng mà con quyết chí là không, con không đi theo, con không vào. Con bảo nhất định ngày mai là thầy đã giảng pháp ở chùa Linh Thiếu rồi, là con không đi, con nhất quyết con không đi, cho con đi về nhà đi, con về nhà. Thế nhưng mà bởi vì là ngày lễ, đúng là ngày tầm 1 tháng 5 thầy nhỉ, tầm tháng 5 đấy ạ, thì là ngày lễ quốc tế lao động, khoảng thời gian 30 tháng 4 1 tháng 5 thì họ lại không có làm việc. Thế là đưa con trở về nhà, và con cũng không uống một viên thuốc nào suốt cái khoảng thời gian đấy, vẫn bó tay. Đang lên chùa ngày hôm sau là thầy giảng ở chùa Linh Thiếu, và con lên con nghe giảng pháp bình thường như mọi người. Và ngày thứ hai thì con quyết định là con đi về nhà. Tức là lúc đó con đang ở trên Berlin, còn bố mẹ con thì ở dưới vùng khác. Thì con về nhà Hannover ở chỗ ba mẹ con. Thì con quyết định là con cũng không đi bác sĩ gì cả. Con ở nhà con tập viết tay trái, con để tự nhiên mà con cũng không đau. Thế mới lạ. Tức là con, tại vì sao? Bởi vì con nghĩ là con do là mình niệm Phật. Con quyết xác định là con không có uống thuốc rồi, con cũng không quan trọng. Thì đúng là không có đau đớn gì cả, cứ để tự nhiên như thế. Cho đến cái ngày mà bác sĩ họ hẹn đến để mà soi lại, chiếu chụp, thì trước cái ngày hôm đấy con mộng. Đêm nằm con ngủ thì con thấy một, đây con nghĩ là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm, bởi vì con rất là có duyên với Ngài. Con nằm đó và bà lão đã đứng bên cạnh, bà đưa cho con cái gì đó. Thì con theo quán tính là con cầm lấy, con vơ lấy thôi, sau đó con cho miệng. Thế ngày hôm sau con hẹn bác sĩ, đi đến bác sĩ. Bác sĩ soi chiếu xem, bác sĩ đó cười, bảo cô làm sao đâu, tay cô bình thường mà, đâu có xương nào gãy đâu. Vậy là sự việc qua,
Con thật sự là con hiểu, con rất là tin và con biết ơn Bồ Tát Quán Thế Âm vô cùng tận. Và sau sự việc đó thì niềm tin của con càng ngày càng tăng trưởng. Đấy là câu chuyện đầu tiên ạ. A Di Đà Phật. Còn câu chuyện về nhà bà nội nữa nha. Chuyện bà nội hôm qua kể hay quá chừng hả? Về nhà. Dạ. Đó là quay trở lại thời gian trước đó nữa, tức là cái khoảng thời gian trước khi nữa là con bắt đầu biết Phật Pháp ấy, là con không có biết gì cả. Thì trước khi ngày về phép Việt Nam ấy, tức là trước đó 2 năm ạ, là hoàn toàn mới tinh, con không biết Phật Pháp là gì á. Con Phật mẹ con đưa đeo cho con cái vòng cổ có hình Bồ Tát Quan Âm, thì mẹ bảo là đi trên máy bay này về nhà luôn luôn để trong người này. Rồi con có thỉnh một quyển thập chú và chú Đại Bi ở trên chùa Linh Thiếu, quyển nhỏ nhỏ để đi trên máy bay để đọc, thì con cũng chưa thuộc. Sư cô bảo học thuộc, con cũng mới bắt đầu cũng chưa thuộc được, nhưng mà con cũng nghe lời thôi. Thì con mang về nhà thì bao giờ cái quyển sổ đó, tức là quyển kinh có chú Đại Bi và thập chú, con để bên dưới cái gối của mình, còn vòng lúc nào cũng đeo trên cổ, lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Thì đêm hôm đó, đây là câu chuyện khá lâu rồi nhưng mà mãi ấn tượng đến tận bây giờ đây, hôm nay con mới đủ nhân duyên để trước thầy và trước đại chúng con mới dám chia sẻ, tại vì không phải ai cũng tin được cái sự việc này, chỉ có người tu mới có thể tin được thôi ạ. Thì đêm hôm đó con nằm ngủ như bình thường, nhưng mà hôm đấy con nghĩ là người con cũng hơi mệt do đi máy bay về. Nhưng mà thật sự là con rất là lạ lùng. Tại sao là lúc đấy, thật sự sau này con mới hiểu là thế nào là linh hồn, thế nào là thể xác, đúng là nó có thật. Con ngủ với bà nội con, tức là bà nội con mới mất đấy ạ, trong thời gian này tuần thứ hai, là tuần thất thứ hai của bà đó. Thì con vừa đặt mình xuống thì tự nhiên con thấy có một cái sức mạnh rất là lớn, nó kéo cái linh hồn của con ra. Và khi con quay lại thì con thấy thể xác con vẫn nằm đấy, nó kéo rất là mạnh như giằng co với cái thể xác của con, nó giằng linh hồn ra khỏi cái thân thể ấy. Tức là con ngồi dậy rồi, còn mỗi cái chân của con còn bám trụ khỏi cái thể xác của mình thôi. Con rất là sợ hãi, vì con đã bao giờ con gặp những cái chuyện đấy đâu. Con bảo chuyện trong tâm con, ý niệm còn không, chuyện gì xảy ra thế này. Con lúc đấy con rất là rối loạn, con không hiểu chuyện gì ạ. Con mới sau đó là bình tĩnh một chút thì con mới nhớ ra là trước ngực mình có vòng có hình Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì con lấy hết sức mạnh để con lấy lại cái tay, cái linh hồn ấy trở lại để mà cái vòng của mình, để con giữ cái thân thể của mình lại, cái linh hồn của mình lại, quay trở lại cái thân thể của mình. Thì tự nhiên cái thế lực kia họ bật ra, và con lại nhớ tiếp là con chưa thuộc thủ Đại Bi, lúc đấy con chưa thuộc, con mới là thiên thủ thiên nhãn, sao lại vấp câu nọ câu kia. Nói chung là nó cứ nhớ câu nào đọc câu đấy ấy, nó chưa phải là thuần thục hay là như bây giờ là thuộc lòng đâu, mà chỉ là cứ nhớ câu nào đọc câu đấy thôi, tại vì sợ quá nên không biết bám víu vào đâu cả. Thì đúng là rất là hay là con nhớ mãi, con cứ niệm thiên thủ thiên nhãn thì họ cứ ập vào định kéo linh hồn ra, thì họ lại bật ra, rồi đó, họ lại tấn công vào tiếp, họ kéo định kéo linh hồn ra tiếp, con lại vừa ngại lại bi tâm đà la đi, rồi cứ thế họ lại cứ liên tục suốt cả đêm như thế, là con vùng vẫy với cả một cái thế lực nó vô hình như vậy. Đến khi con trở lại thân thể thì con mới mãi con mới cựa được người, con quay bà ơi, hình như lúc đấy con chỉ biết là ma thôi, con không biết là cái gì, bà hình như có ma ấy bà, nhưng bà con không tin. Bà con bảo thôi mày cứ mơ lung tung ngủ tiếp đi. Ui, thế là một mình con lại chiến đấu với cái sự việc đấy. Mà con rất là sợ hãi, lúc đó con chưa tu đâu vào đâu cả, nên con rất là sợ. Con sợ con chỉ nhắm mắt lại là con bị kéo ra ngoài như thế, lại bị giằng co với cái thế lực vô hình kia. Thì con rất là sợ, nên con không dám ngủ. Nhưng mà con mệt quá rồi con không thể không ngủ, thì con chợp mắt cái thì họ lại vào, nó lại kéo tiếp ra, cứ như thế vùng vẫy cả đêm. Và cho tới khi là họ cũng không làm gì được nữa, thì con thiếp đi, con ngủ tận sáng. A Di Đà Phật. Vâng ạ, đấy là cái sự linh ứng của thần chú Đại Bi mà trong những giai đoạn đầu tiên con mới biết Phật Pháp, con đã trải nghiệm qua để con biết được cái thế giới vô hình thật sự là có thật, và bản thân con đã trải nghiệm ạ. A Di Đà Phật. Còn đứa con nữa hả? A Di Đà Phật. Vâng ạ, con xin phép mà nói qua với thầy cùng một chút về chú Đại Bi trước khi mà thời gian con đi xảy ra cái sự việc là bị kẹp tay đó.
thì con có gặp một cái chướng ngại khi mà bắt đầu đi học Phật, tức là sau này con mới hiểu ra là do tâm của tử bi con lớn quá, con chưa biết, con chưa có trí tuệ, cho nên là con chỉ thương chúng sanh ấy, có nghĩa là mình học Phật thì những cái tâm từ mình phát ra mình thương thôi, cái ý niệm thương nó khởi từ trong tâm mình, chứ mình không có cái trí tuệ phân biệt là mình phải làm cái gì đúng này gì sai, mình chưa có, cũng chưa học pháp sâu, cho nên cái ý niệm ấy quá lớn. Tức là con không hiểu sao á, là con có viết thư thầy rất dài đấy, chung là thầy về bên Đức á, là con có viết thư cho thầy cơ, nhưng mà con không có gửi. Con kể tường tận những cái sự việc nó xảy ra, tức là trong cái khoảng thời gian biết Phật pháp ấy, là không hiểu tại sao là những cái sự việc, ví dụ như là ở thành phố của bố mẹ con có một cô gái đó bị chặt xác, sau đó là vứt xuống hồ. Con ở Berlin, tức là con ở vùng khác, con không biết gì ở chuyện ở chỗ bố mẹ con ở cả. Thì con lại mộng luôn cái xác ấy, nó tức là họ báo cho con biết những cái sự việc xảy ra rất là nhiều, không phải riêng việc đấy đâu. Thì khi mẹ con kể ra, con bảo ô, hôm qua con vừa mơ lên cái chuyện đó xong, tức là họ cho vào cái bao tải như nào con biết hết. Thì con không hiểu lý do tại sao con lại biết, thì tức là mẹ con kể ra con mới giật mình, ô con có những câu chuyện như thế là con được biết rồi. Thì trong thời gian đó thì khi mà con tu hành thì con có gặp một cái số chướng ngại trước khi mà thầy sang bên Đức. Con bởi vì cái tâm thương chúng sanh nó phát khởi ra, thì con vô tình chiêu cảm các chư vị hương linh, hình như họ biết cái tâm ý niệm của mình á, thế là họ cho mình thấy. Mà sức của con thì yếu quá, con mới tu nên chưa đủ định, nên là họ cứ về cho con nhìn đến cảnh dưới, tự nhiên con bị hãi hùng, con bị sợ hãi. Con hãi hùng thì con bị kiểu như là con sợ quá, nên là con phải nghỉ việc làm luôn á, sợ đến mức độ con phải nghỉ việc ấy. Họ cho mình nhìn thấy cảnh giới này cảnh giới kia, mà con có giúp được gì họ đâu, con mà con không đủ lực để giúp quý vị, con không giúp được quý vị đâu, quý vị phải tu đi. Thế nhưng mà họ cứ về họ báo, thì đến lúc mà cái cảnh giới nó về rất gọi là cái cảnh giới đó nó sợ quá, hãi hùng quá, thì con bị yếu, con bị cái tâm lực nó yếu, cho nên là nó bị che lấp đến cái thân xác nó rất là nó bị suy sụp á. Thì con phải nghỉ việc làm, tức mức độ phải nghỉ việc làm một tuần. Thì trong một tuần đấy thì có một vị cư sĩ, thì con viết thư chú ấy mới khuyên con là mỗi ngày đọc 7 đến 21 biến chú đại bi đi, sau đó con để cái bát nước trước chỗ mà con tu ấy, thời gian công phu đó, trước chỗ ngồi con cứ chỉ chú, con nhìn vào cái bát nước đó, sau đó lấy bát nước đó con giải ra ngoài, hoặc là để nước đó uống đúng 7 ngày thì là con trở lại bình thường. Và trong sau khi mà chỉ chú thì con vẫn sám hối và con niệm Phật, thì đúng là sau đúng 7 ngày thì con trở lại cơ thân thể thật bình thường, và cái cảm giác sợ hãi không còn nữa, tức là con không có dám tắt điện luôn, có cứ tắt điện là con còn bị linh hồn phát ra khỏi thân xác ấy, nó không hiểu tại sao như thế. Và lúc đấy thì con cũng nhớ là con niệm Phật, và cái niệm Phật là linh hồn nó lại trở lại thân thể của con. Thì con cũng kính xin thầy có thể là cho con giải thích cho con cái sự việc này, con cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà con nhớ được hồng danh A Di Đà Phật, và cứ nhớ niệm Phật, con niệm thường là con chỉ chấp trì danh hiệu thôi ạ, trừ cái đoạn mà chú khuyên con là đọc chú đại bi và cho vào bát nước ấy, thì con nghe lời, còn bình thường con vẫn chấp trì danh niệm Phật. Thì con niệm Phật thì là linh hồn con lại trở lại thân xác, con lên chùa con cũng bị, cứ ngồi ở chùa cũng linh hồn cứ bay lên trên lơ lửng này, con nhìn thấy, sau đó con lại niệm Phật, con thấy mình ra ngoài thì mình lại niệm Phật, con lại trở về thể xác, cứ bị như thế liên tục luôn khoảng thời gian đầu tiên cái con tu tập á. Sau đó thì là sau 7 ngày thì là thân thể trở lại bình thường, thân khỏe thì tâm cũng khỏe, không còn cảm giác sợ hãi nữa. Sau khi mà con trì chú đại bi mỗi ngày và sám hối và niệm Phật thì sự việc đó qua đi. Dạ, đấy là câu chuyện cũng về thần chú đại bi. Và cái việc tiếp theo là về em bé thì con xin thưa với quý thầy và các đại chúng là thật sự là con và người bạn của con, câu chuyện cũng rất là dài ạ, nhưng mà nhân duyên phải trả thôi ạ, tức là con cũng không có ý niệm lấy chồng, nhưng mà phải trả cái nhân duyên này thôi ạ. Thì chúng con cũng không xác định là có con, xác định là ở như thế để mà
thôi tu tập cùng nhau, dìu nhau để mà tu hành thôi. Chứ cũng không có ý niệm là sẽ có em bé, bởi vì con rất là sợ luân hồi sanh tử. Con còn khi nghe Hòa Thượng nói là mình tạo thêm một cái nhân luân hồi nữa, thì con rất là sợ, con luôn luôn nguyện trong lòng là con không muốn có em bé, con sẽ không tạo thêm một cái nhân luân hồi nữa. Nhưng không ngờ là khi mà con học đệ tử quy, con quay về cắm gốc trong thời gian đó là 2 năm bắt đầu đó, thì là con nghe đến bài sở lễ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu con, thì con đã khóc rất là nhiều của Ấn Quang Đại Sư ạ. Con khóc rất là nhiều, con không hiểu là sao con cảm ứng như thế. Và con đã quỳ trước Phật Bồ Tát, là con đọc bài đó. Con không nguyện là con có con đâu, mà con nguyện tất cả những người phụ nữ trên thế gian này đều có thể đọc được bài này, sở lễ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu con của Ngài Ấn Quang Đại Sư, để họ có thể sinh ra những đứa con hiếu thảo, có thể là phụng dưỡng chúng sanh, vì lợi ích chúng sanh, sau này có thể hoằng dương Phật Pháp. Con chỉ nguyện đến tất cả những người phụ nữ nào được như vậy, chứ con không có ý niệm là con sẽ có con. Vậy mà không ngờ trong đó một thời gian ngắn thì con có nhân duyên về Việt Nam. Thì đêm hôm đó con nằm thì con mộng thấy một, cũng là một, lại một bà lão ạ. Bà bế một đứa bé, là bé trai, rất là rõ, bà đặt lên bụng con. Và con giật mình, con tỉnh dậy thì con bảo với anh nhà con là ô sao tự nhiên lại có bà lão đặt bụng lên em, bụng đặt lên bụng em mà em bé nhỉ. Mà nói xong đó thì con cũng chẳng nhớ gì nữa, con không nhớ đến sự việc đó nữa, bởi vì cũng có một số công việc ở nhà. Thì sau đó sang Đức thì đúng là con có em bé, thì lúc đó con hoan hỉ thôi, thì nhân duyên của bạn ấy đến với mình thì con sẽ dùng thai giáo để dạy dỗ bạn ấy từ trong thai, và dùng Phật Pháp để sau này con nguyện như những lời trong bài của Ấn Quang Đại Sư để con cống hiến đứa bé này cho Phật Pháp. Thì trong suốt thời gian đó thì con dùng thai giáo, con thọ trì bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, và dùng tất cả những biện pháp mà mình biết, có tức là những cái phương pháp tu tập mà mình biết, thường là chính vẫn là niệm Phật. Sau đó con vẫn chép kinh Vô Lượng Thọ, chép tay, rồi học đệ tử quy, con nói chuyện với bé, rồi con phương pháp thai giáo thì chắc quý vị ở đây chắc là những người cư sĩ tại gia cũng biết. Thì con làm y như những lời mà tổ sư Ấn Quang dặn dò đó. Những lúc mà con cảm thấy có khó chịu, bức bách thì con chỉ cần niệm Phật hoặc là con nói chuyện với bé thôi. Bé không bao giờ, bé không cho con không có cảm giác thai nghén gì hết đó. Và con cứ đi đến tận đến ngày cuối cùng, cho những ngày gần cuối, bụng rất là lớn rồi, nhưng mà con vẫn dự khóa tu Phật thất. Rồi sau đó là mới đi sinh bé, thì con cũng sanh thường. Và trước khi mà con, giai đoạn mà con sinh bé đó, thì con lúc ấy, con chưa bao giờ trải qua, cho nên con cũng rất là đau. Thì lúc đau đớn đấy thì trong lúc thiếp đi thì con nhìn thấy một vị rất là giống với Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Dạ trước Tam Bảo con không dám nói dối ạ. Ngài đứng dưới chân giường con. Thì lúc đấy con có một cái sức mạnh rất là lớn, con biết là ơn Phật lắm. Bởi vì Phật Bồ Tát luôn luôn ở bên mình, bảo vệ cho mình và cho con thấy được con có cái sức mạnh, con vượt qua cái cơn đau đấy. Và con quyết tâm là từ trong lúc mang thai cho đến khi con sinh em bé, con không uống một viên thuốc nào bổ trợ vitamin hay như mọi người ở Tây hết. Ở Đức họ uống rất là nhiều, họ đi chăm sóc, họ làm tổn phước rất là nhiều. Và con, nhà con thì đi nhặt rác, đi đồ ăn, quần áo, các thứ. Con cũng quyết tâm là con bòn phước cho con, cho em bé, cho gia đình, chứ không làm tổn phước của bé. Quần áo các thứ không mua sắm một chút gì cả, ăn uống không thuốc thang, không đi làm các chương trình như ở nước ngoài, rất là nhiều những chương trình phải tốn tiền và nhà nước cũng trả, nhưng con cũng không đi làm, con tự con tu tập thôi. Và không một viên thuốc nào, thuốc bổ nào hết. Mà đúng là bạn ấy sinh ra thì trước đó anh nhà con còn mơ thấy ngày của bạn ấy ra đời, tức là bạn ấy được báo trước luôn, là anh ấy mơ thấy số 26. Thì con mới ghi vào trong quyển sổ. Con thì tin nên là con cứ ghi vào thôi, cũng chẳng ý niệm là sẽ là phải như thế, nhưng mà cứ ghi vào để cho mình biết là cái gì. Thì con thì nghĩ chắc là 26 tháng 8 hoặc là 26 tháng 9. Thì 26 tháng 9 thì là sanh ra sau, còn 26 tháng 8 thì là sanh ra trước, tức là sẽ sanh sớm. Thì đúng là ngày 26 tháng 8 bạn đã sinh ra đời ạ. Lịch âm là đúng là ngày lễ Vu Lan là ngày 16 tháng 7 âm lịch. Ngày 15 là trên chùa Viên Giác ở bên Đức con có một chùa là chùa Viên Giác là tổ chức lễ Vu Lan. Thì con bảo với bạn nhỏ là thôi con cố tình là
con muốn sinh ra một em bé đầy đủ đức hạnh, hiếu thảo. Và từ trong bụng con đã gọi bạn ấy là Hiếu Nhi rồi, như là những câu chuyện trong giáo dục đức hạnh ấy, thì gọi là Hiếu Nhi. Và bạn ấy sinh ra đúng vào ngày lễ Vu Lan, là sau ngày 15 là ngày 16, và ngày dịch dương là đúng như giấc mơ là số 26 và 26 tháng 8. Đấy là cái sự linh ứng mà bầu nhiệm mà gia đình con chiêm nghiệm, con xin phép được kể qua như vậy ạ. Trong quá trình con chia sẻ thì con không biết là có sai sót gì, thì kính xin chư Phật Bồ Tát, kính xin thầy, kính xin tất cả các quý vị từ bi tha thứ cho con ạ. A Di Đà Phật. Trong 12 năm gặp lại gia đình, thấy cái tâm lực của cô bé này hơn xưa nhiều lắm. Xưa cũng đã phục rồi, tay dẹp lép như vậy mà vẫn đeo, chúng tôi nhớ lên ngồi nghe pháp. Thường những người họ có tu tập, họ nghiên cứu Phật pháp rồi, họ biết học những cái lời thánh hiền, thì người nữ này trở thành hiền mẫu, giúp ích cho đất nước, sanh người con ra hiền tử, rất là tốt. Như hồi nãy con có nói, con có hỏi cái việc mà sao mình vẫn niệm Phật mà cái hồn mình cứ ra rồi vô, rồi gặp các vị hương linh cứ cho thấy hoài. Lúc đó con kẹt tay, bao nhiêu người cũng nói cô này có bị hương linh nhiều lắm. Ở đây có đứng nói chuyện một chút xíu là thôi, báo oán họ như vậy là đủ rồi, tha họ đi. Ở đây có nói đó, có nghe mấy Phật tử nói về hương linh. Thì cái việc mà khi mình niệm Phật mà cái hồn mình nó ra rồi mình niệm nó vô, nó cứ dằn co hoài vậy mà không hết, mà trì thần chú đại bi là hết. Không phải là Phật hiệu không có kiến hiệu, và mình phải thừa nhận là cái sức mình tu, cái định mình và cái thiện căn phước đức của mình yếu, chưa cảm đến Phật A Di Đà. Nhưng mà khi bắt đầu mình tu thì các vị on gia trái chủ họ thấy mình trốn nợ để đi về thế giới bên kia, buộc họ phải đòi. Nhiều đời nhiều kiếp mình sát hại họ, hoặc giả là họ thấy mình có khả năng để giúp họ cũng có luôn, phải không? Thì họ báo cho mình biết mộng vân vân, tất cả mọi thứ đó. Thì Tổ sư Ấn Quang nói là mình phải siêu thoát họ, chứ không có lấy cái chuyện đó làm vui. Có một số những người gọi rằng là ngoại cảm á mà, ngoại cảm đúng thời gian cái rồi họ nói chéo que, rồi bắt đầu cứ sống với các vị hương linh đó, rồi làm bạn làm bè, rồi cứ liên lạc qua miết cái rồi chướng ngại có. Ngoại cảm tức là cái tâm thức của mình giao cảm với thế giới phần âm á, thì mình phải làm sao siêu độ họ, chứ không có phải để cái tâm vô đó. Người niệm Phật là phải để cái tâm vô danh hiệu Phật, và nghĩ khi mình đang lễ Phật niệm Phật là Phật đang hiện diện, chứ không phải ma đang hiện diện. Chỗ này Ấn Tổ nói sâu sắc, khi niệm Phật thấy Phật đang hiện diện, mà không có quán tưởng, không có quán tượng, mà tưởng Phật đang hiện diện. Chỗ này tinh tế lắm ạ. Nhưng mà nhiều người họ niệm Phật nhưng mà họ đang siêu độ cho hương linh. Họ nói họ siêu độ hương linh nhiều lắm, thì miệng niệm Phật mà tâm nghĩ đến hương linh, nghĩ một thời gian cái lực tu mình yếu, họ vô họ chấn ngự mình toàn bộ luôn. Nhưng bé này niệm Phật thì vô lại, nhưng mà không niệm Phật hoặc yếu yếu một cái là linh hồn mình bị tách ra, tâm lực mình nó yếu. Nhưng mà lúc đó có thần chú đại bi một tuần là giải quyết xong, đúng không? Thấy không? Thế thần chú đại bi giúp cho mình vượt qua cái chứng nạn nhanh, rồi tiếp tục mình niệm Phật nữa đâu có sao. Mà không nên bỏ thần chú đại bi. Bây giờ giữ 25 như Ấn Tổ sáng, rồi thêm 25 chiều hoặc 75, giữ đều đặn như vậy để hỗ trợ cho niệm Phật. Con thấy rõ, quá rõ luôn. Tự thân mình không đủ sức thiện căn phước đức để cảm đến Phật Di Đà để giúp mình, đúng không? Cho nên mình không qua được, đúng không? Mình niệm thần chú đại bi lại qua được. Như vậy là do cái nguyện lực của Bồ Tát Quan Âm có duyên với chúng sanh phương này. Cái câu này Ấn Tổ hay nói. Và Phật A Di Đà cũng có duyên với chúng sanh ở phương này, nhưng mà Phật Di Đà là muốn giúp cho mình về tới Tây Phương Cực Lạc. Mà gặp chứng nạn thì người này phải đủ thiện căn phước đức nhân duyên, tâm lực mạnh lắm, thì cũng có một số những người họ vượt qua, cũng như cái ông đó. Khi mà ông niệm Phật cái là quỷ nó tới, gặp ông niệm câu Phật hiệu đứng sững lại, niệm vài câu cái là biến mất luôn. Là cái tâm lực và thiện căn của ông này quá mạnh.
Nhưng mà nếu mà mình niệm không trôi như vậy là do mình chứ không phải do Phật, thì phải đổi phương cách, giống như cô bé này đổi qua đại bi. Nhưng mà thường những người họ trì đại bi, họ niệm Quan Âm thì không có chuyện rắc rối gì xảy ra nhiều với họ đâu. Nhưng mà niệm Phật có chuyện xảy ra rắc rối, đó là do gì? Đó là do tự mình chiêu cảm đến, chứ không có phải là do cái việc mà mình không được Phật A Di Đà gia hộ. Thường cái chiêu cảm của mình mạnh quá, tất cả mọi sự việc bên ngoài, đúng sai phải trái giàu nghèo, cũng như là con gặp những oan hồn quỷ sứ nó kéo ra khỏi, là do từ tâm lực mình chiêu cảm hết. Gọi rằng là nhất thiết pháp giới cảm thì nhất thiết pháp giới ứng. Trong tâm mình có cái gì mình chiêu cảm cái đó ra, chiêu cảm cái đó nó tới á. Giàu nghèo sang hèn thọ yểu, tất tần tật đều từ trong tâm mình chiêu cảm nó. Hôm bữa có ngồi nói chuyện với quý thầy, không có cái gì bên ngoài đâu, bên ngoài là phụ thôi, mà tâm mình chiêu cảm nó đến. Từ cái bệnh hoạn Covid nó tới là do nghiệp báo của mình chiêu cảm hết. Nhất thiết di tâm tạo, tam giới di tâm, vạn pháp giới thức. Mà khi tâm mình chiêu cảm đến mình sợ, thì bây giờ mình cũng chiêu cảm Phật đến, tâm mình chiêu cảm Bồ Tát đến. Mà công nhận nó trì thần chú đại bi mà nó vượt qua. Có cô ở Sài Gòn hôm qua cô mới gửi 50 triệu cô cúng. Cả nhà bị dịch bệnh và coi như là hỏa hải hùng, trong tâm bất an. Trong vòng một tuần lễ là còn hơn cô này nữa. Tên cô Nhung mà cô số mấy 70 tuổi mà bất an vô cùng, không cách nào vượt qua được. Nghĩ đến tổ Ấn Quang, hôm bữa nghe thầy Nhàn vừa giảng, vừa nghĩ đến bấm vô YouTube thấy đĩa giấc nhàn nói về dịch bệnh mà thầy Minh có đọc trong văn sao. Nghe một cái là trì 21 biến đại bi liền. Niệm Quan Âm, niệm Phật, tụng Phổ Môn, làm y chang như thời khóa của mình. Trong 2 ngày mất ý niệm đó liền, mất luôn cái ý niệm mà sợ hãi đó. Hôm nay là mỗi ngày 4 thời, mỗi thời 2 tiếng, 4 giờ đến 6 giờ sáng, 8 rưỡi đến 10 rưỡi, chiều 2 rưỡi đến 4 rưỡi, tối từ 6 giờ đến 8 giờ, đều như vậy, y như thời khóa của mình. 2 tháng nay mà nói an lạc vô cùng, yên ổn vô cùng, cảm ơn Ấn Tổ. Khi nghĩ đến Ấn Tổ cái là gặp ngay cái đĩa của Văn Nhàn giảng với thì Minh đọc văn sao, chụp vô làm liền 21 biến đại bi, không có nói năng gì hết trơn. Ai nói sang tạp vậy thôi kệ, làm liền 21 biến đại bi. Lễ Phật xong rồi lễ Quan Âm, tụng Phổ Môn, trong 2 ngày là mất ý niệm, muốn nghĩ lại cũng không có nữa. Mà lúc trước là muốn đuổi nó ra, muốn bỏ nó ra khỏi đầu không được. Thấy thần lực của Phật Bồ Tát không? Cái pháp của Ấn Tổ là vậy. Bởi vì cần phải nhiều cái phương pháp. Ăn để sống không phải một thứ gạo, một thứ rau mà. Cái câu nói này có Ấn Tổ. Pháp để mình tu không phải là một loại, mà mình phải phương tiện nhiều loại để làm sao phối hợp với nhau, giữa một tòa thuốc nó phải đầy đủ cái tá dược trong đó.